Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Khỏe 360. Quý vị thân mến, cà gai leo là một loại cây vô cùng thân thuộc đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Bên cạnh đó được gọi là thần dược. Vậy thì chữa những căn bệnh như thế nào và đặc biệt có hiệu quả đối với những bệnh về gan hay không? Thì bác sĩ của chương trình ngày hôm nay sẽ giải đáp cùng với chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do, giảng viên cao cấp Học viện Quân y, Phó Chủ tịch Việt Nam. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin kính chào MC, kính chào các quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, là như Phương Thảo vừa đề cập thì cây cà gai leo thì có rất là nhiều những cái tác dụng tốt, nhưng mà đặc biệt là rất là tốt cho gan. Chia sẻ là những căn bệnh về gan và ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta như thế nào ạ? Vâng, trước hết ta phải nói về gan là một bộ phận bên trong cơ thể chúng ta. Với kích cỡ là 1,4-1,6 kg, chiếm 2%, tham gia 500 nhiệm vụ vô cùng quan trọng ở cơ thể chúng ta. Chúng ta biết trong cơ thể có 6 cơ quan giải độc. Đứng hàng đầu là gan, rồi đến thận là 2, đại tràng là 3, 4, máu là 5 và mồ hôi là 6. Thì gan đứng số 1. Giải độc, rồi tổng hợp các chất để nuôi cơ thể và giải các chất độc khi vào cơ thể hoặc trong cơ thể sinh ra, các gốc tự do trong cơ thể sinh ra thì gan. Cho nên vai trò quan trọng, nó gan như cái nhà máy hóa chất rất hiện đại, vừa là sinh ra các chất để hủy chất độc, vừa là tạo các chất để nuôi cơ thể. Mà gan là một cái cơ quan nó luôn làm việc liên tục, nó bị hỏng tự nó hồi phục, không hề có biểu hiện bên ngoài. Và khi rối loạn cái chức năng gan thì sẽ khi chúng ta đi xét nghiệm các men gan tăng lên là dấu hiệu tế bào gan đã tổn thương. Gan nguyên nhân có thể do chất độc ở trong cơ thể, ở ngoài chúng ta ăn vào. Vâng. Dạ vâng. Bởi vậy thì thời gian gần đây có rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới việc là cà gai leo có thể là chữa những căn bệnh như là viêm gan, đặc biệt là do virus. Vậy thì thực hư như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể với quý vị khán giả? Bên cạnh đó là có những nguyên nhân nào gây ra viêm gan ạ? Gây ra viêm gan có nhiều nguyên nhân. Vâng. Như tôi vừa nói là các chất độc ở trong cơ thể, bên ngoài cơ thể. Nhưng mà thông thường nhất ở bên các cái vi trùng, các vi sinh vật gây bệnh, mà thông dụng nhất, mà vất vả nhất hiện nay đối với thế giới và Việt Nam là virus gây viêm gan B và C. Virus gây viêm gan có 6 loại cơ, A, C, E, T, T, V. Nhưng mà hai loại lây chuyển qua đường máu là virus viêm gan B và C thì gây một cái ảnh hưởng sức khỏe rất lớn. Thế thì từ xưa tới nay thì ông cha chúng ta cây cà gai leo hàng nghìn năm nay rồi để chữa các bệnh liên quan đến gan. Viêm gan thì có thể biểu hiện bằng vàng da, tắc mật vàng da, hoặc là viêm gan vàng da, rồi chán ăn, rồi mệt mỏi, sốt trướng dần lên thì đã sử dụng cà gai leo, hoặc đơn độc hoặc với các vị khác nữa. Thế thì rõ ràng là cái vai trò cà gai leo từ xưa tới nay vẫn là điều trị các bệnh gan mật. Mà nó là vị hơi ngọt và đắng, nhưng nó tác dụng tới là can và phế và thận. Thế thì rõ ràng là cà gai leo là rất tốt từ xưa nay rồi. Nhưng rộ lên cái tin là cà gai leo có thể chữa được, cái tin đó là hoàn toàn đúng. Bởi vì trực tiếp chúng tôi biết nghiên cứu về cà gai leo trong những năm gần đây trên thế giới và Việt Nam đã có rất nhiều công trình báo cáo, đã có 3 bộ, một đề tài cấp nhà nước ấy, về cà gai leo, và đã hình thành cái cây cà gai leo là 4 tiến sĩ đã bảo vệ thành công từ cây cà gai leo. Và tác dụng chủ yếu nghiên cứu là tác dụng của nó đối với bệnh virus viêm gan B và C. Thì nó có tác dụng hỗ trợ rất rõ rệt. Và có một cái tác dụng mà Phương Thảo thấy rất là thú vị ở cây cà gai leo, đó là có thể giải được rượu. Vậy thì thực hư như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, bây giờ vấn đề rượu. Tại sao nó giải được rượu? Vì cơ chế giải độc gan. Chúng ta biết khi chúng ta uống rượu bia, tức là chúng ta nhiễm cái cồn ethanol ấy, thì khi ethanol vào trong cơ thể chúng ta thì sẽ tạo ra một cái chất acetaldehyde, và chất này thì gây hủy hoại tế bào gan, buộc gan phải sinh ra cái men, cái enzyme để phân hủy acetaldehyde đó. Nhưng một giờ cơ thể chúng ta chỉ phân hủy được một cốc rượu ở rượu 40 độ.
Thế nhưng mà chúng ta cứ dô dô liên tục, uống liên tục thì gan không thể nào đáp ứng kịp, và như vậy tế bào gan sẽ bị ảnh hưởng, tức là bị hư hại tế bào gan, thì nguy cơ viêm gan cái đã, đến sơ gan. Cho nên là thực chất cái giải rượu của cà gai leo là do tác động đối với gan, nó giải độc gan đấy, và nó sinh ra những cái chất nào đó để nó giúp cho phân hủy được cái chất độc đó đấy, thì người ta vẫn dùng để mà giải rượu. Hoặc là rắn cắn cũng vậy, nó có chống viêm ở các cái khi bị rắn cắn thì ở trong rừng người ta cứ quay đi quay lại với cái cà lá cà leo vỏ nát đắp lên cái chỗ rắn cắn là hiệu quả rất tốt. Dạ vâng, quả thật là có rất là nhiều những công dụng tuyệt vời của cây cà gai leo, và tiếp nối chương trình sẽ là chuyên mục. Thì Phương Thảo xin trích đọc nội dung của khán giả tên là Hồng Nguyên đã gửi về hòm thư tư vấn sức khỏe.st@gmail.com, đã muốn hỏi bác sĩ như sau. Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ. Theo dõi chương trình ngay từ đầu thì tôi cũng có thấy gọi điện hoặc là gửi thư trực tiếp và được tư vấn, tôi thấy rất là hay và thú vị. Hôm nay thì cũng có một câu hỏi xin được hỏi bác sĩ như sau. Năm nay thì tôi hơn 50 tuổi, thường bị tê thấp, đau lưng và nhức mỏi. Họ hàng xa cà gai leo khô và có thể nói là cải thiện được căn bệnh này, nhưng mà tôi cũng chưa biết là cách dùng chính xác như thế nào. Rất là mong bác sĩ có thể chỉ giúp. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình rất nhiều. Thế thì chúng ta biết là tác dụng của gai leo là chủ yếu tác dụng với gan. Đối với tê nhức đau mỏi xương khớp ấy, thì một mình cà gai leo chưa đủ đây, phải kết hợp với một số thuốc liên quan đến xương khớp nữa thì mới được. Chứ còn nếu sử dụng một mình nó thì nó chỉ tác dụng, nó cũng hoạt huyết, nó cũng có tác dụng một phần nào đối với can và thận, và can và thận thì chủ khớp, thì nó cũng có tác dụng giảm đau một phần nào thôi, còn phải kết hợp với cả một số vị khác nữa. Vì y học cổ truyền không bao giờ dùng mà một loại chỉ bổ gan, đối với gan phải kết hợp với khớp, một số loại khớp nữa với là ngưu tất chẳng hạn, rồi phòng phong, rồi những cái khác nữa thì kết hợp nữa thì mới hiệu quả. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời. Quý vị thân mến, cây cà gai leo thì chữa rất là nhiều bệnh. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có những cái lưu ý mà bác sĩ vừa chia sẻ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể tham khảo bác sĩ để có những cách chữa bệnh, để có những cái phương pháp tốt nhất cho sức khỏe. Đến giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những chương trình kỳ tới.